Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị trúng đạn dẫn đến không qua khỏi ở quận Long Biên ngày 5 tháng 7, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ một nghi phạm. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, nghi phạm bị bắt hôm qua khi đang lẩn trốn ở tỉnh Nam Định. Lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về Hà Nội để phục vụ điều tra, đồng thời tiếp tục truy bắt những nghi phạm còn lại. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng quận Long Biên điều tra làm rõ vụ việc khiến cô gái trú quận Hoàn Kiếm qua đời nghi do bị trúng đạn. Nạn nhân được xác định là chị Hát, 22 tuổi, ở phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự đang truy tìm đối tượng liên quan. Người nhà của nạn nhân kể lại, rạng sáng ngày 3 tháng 7, Hát đi sinh nhật cùng bạn trai. Do xích mích trong bữa tiệc sinh nhật, Hát cùng bạn trai đi ra ngoài thì bị các đối tượng dùng hung khí tấn công. Chị Hát bị trúng đạn, được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Ngày 4 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Cam Ranh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là bà Hồ Thị Thùy Dương, sinh năm 1977, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh. Khởi kiện yêu cầu phòng giao dịch Cam Ranh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank, chi nhánh Khánh Hòa, trả 26,9 tỷ đồng còn lại. Trước đó, ngân hàng đã tạm chi trả 20 tỷ đồng và tiền lãi trả chậm. Theo đó, Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị Thùy Dương, buộc ngân hàng Sacombank phải có trách nhiệm chi trả số tiền 46,9 tỷ đồng cho khách hàng và lãi phát sinh. Trước đó, ngân hàng này đã tạm chi cho bà Dương số tiền 20 tỷ đồng trong tổng số tiền 46,9 tỷ đồng, nên ngân hàng phải trả cho bà Dương số tiền còn lại là 26,9 tỷ đồng và số tiền lãi theo quy định. Ngoài ra, tòa cũng tuyên Sacombank phải trả lại giấy chứng nhận sử dụng đất đã giữ của bà Dương. Theo đơn khởi kiện của bà Hồ Thị Thùy Dương, giữa năm 2022, tài khoản của bà mở tại phòng giao dịch Cam Ranh có 12 giao dịch rút tiền và chuyển khoản với số tiền 46,9 tỷ đồng. Những khoản giao dịch này, bà không hề thực hiện bằng việc rút tiền trực tiếp tại quầy hay sử dụng hình thức chuyển khoản điện tử. Trong đó có 9 giao dịch rút tiền mặt, nhưng thời gian thực hiện giao dịch đều là các khung giờ 18 đến 21 giờ. Phía nguyên đơn cũng đưa ra bằng chứng 2 giao dịch gần 5 tỷ đồng tại thời điểm mà vợ chồng bà Dương đi du lịch tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, có xác nhận của công ty du lịch và nơi lưu trú. Theo hội đồng xét xử, sau khi xem xét trình bày của nguyên đơn, các tài liệu liên quan, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử đồng ý với các ý kiến của nguyên đơn về lỗi và trách nhiệm thuộc về ngân hàng. Cụ thể, bà Dương không rút tiền mặt hoặc chuyển khoản số tiền 46,9 tỷ đồng trong 12 giao dịch. Trong đó có 2 giao dịch tiền mặt trong khoảng thời gian bà Dương du lịch tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, có xác nhận của công ty du lịch và nơi lưu trú. Như vậy, không có căn cứ để xác định bà Dương thực hiện giao dịch này. Ngoài ra, bà Dương không ủy quyền, không ủy nhiệm bằng văn bản cho người khác để rút tiền, chuyển khoản số tiền 46,9 tỷ đồng và thực hiện các giao dịch này có nhiều sai sót như chuyển tiền ngoài giờ quy định, chuyển khoản số tiền vượt quá định mức. Với những sai sót này, ngân hàng phải chịu trách nhiệm về những sai sót bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng do lỗi của mình. Đại diện nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Vinh, chồng bà Dương, yêu cầu Sacombank trả số tiền còn lại là 26,9 tỷ đồng và số tiền lãi chậm hơn 9 tỷ đồng. Tổng số tiền nguyên đơn yêu cầu Sacombank phải trả là hơn 36 tỷ đồng, trả lại 2 sổ đỏ cho vợ chồng ông. Được biết, trước đó, vào tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố 5 bị can là cựu cán bộ ngân hàng Sacombank trong vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh. Chiều ngày 4 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, tháng 6 năm 2024, Nguyễn Long Rin, sinh năm 1990, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, qua giới thiệu từ một người chưa rõ nhân thân lai lịch, đã lấy một tài khoản cá độ bóng đá cấp Master. Rin sau đó chia nhỏ và giao lại cho các đối tượng đánh bạc cấp dưới là Trần Hữu Vĩnh Tường, sinh năm 1993, Ngô Vũ, sinh năm 1990, Huỳnh Ngọc Khánh, sinh năm 1989, Phan Hải, sinh năm 1986, Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1992, Trần Phú, sinh năm 1990, Lý Trực Hiến, sinh năm 1982,
cùng chú tại thành phố Huế, và Trần Công Mạnh, sinh năm 1980, trú tại thành phố Đà Nẵng. Các đối tượng này sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá từ Rin sẽ tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc, trong đó có đối tượng ở nước ngoài. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Nguyễn Long Trinh cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong gần một tháng là hơn 98,2 tỷ đồng. Công an tạm giữ hình sự đối với Rin, Tường, Vũ, Khánh, Hải và Mạnh, đồng thời tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án. Ngày 4 tháng 7, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực truy tìm tung tích Dương Đình Luyện, nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến hai người không qua khỏi tại khu dân cư Tường, phường Văn An. Theo đại diện Công an thành phố Chí Linh, đơn vị sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị phục vụ công tác truy tìm, truy bắt được đối tượng Dương Đình Luyện, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh. Luyện là kẻ ra tay tàn độc với mẹ và vợ cũ ở phường Văn An. Trước đó, ngày 25 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát đi thông báo truy tìm tung tích nghi phạm Dương Đình Luyện. Đặc điểm nhận dạng nghi phạm Dương Đình Luyện là có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh, đi xe máy nhãn hiệu SH màu trắng, biển kiểm soát 34B270686. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương thông báo ai biết, phát hiện thông tin, đặc điểm đối tượng, phương tiện như trên thì báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương. Mọi thông tin cung cấp có giá trị cho việc bắt giữ sẽ được xét thưởng. Nếu ai cố tình che giấu đối tượng, phương tiện sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định. Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 14 giờ ngày 23 tháng 6, tại khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi bà LTH, sinh năm 1964, và con gái là chị TTNA, sinh năm 1993, cùng trú tại phường Văn An, bị nghi phạm Dương Đình Luyện dùng hung khí tấn công. Hậu quả bà Hát không qua khỏi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Chị TTNA cũng tử vong vào đêm cùng ngày do bị thương nặng. Đáng chú ý, nghi phạm chính là chồng cũ của chị TTNA. Trước đây, chị TTNA và nghi phạm đã kết hôn và sinh được một người con trai. Sau đó, hai vợ chồng ly hôn. Do vi phạm pháp luật nên nghi phạm đã bị tòa án phạt tù, vừa mới chấp hành án xong, trở về địa phương làm công việc vệ sinh công trình, nhà cửa thì xảy ra sự việc thương tâm. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đang khẩn trương truy bắt nghi phạm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt giữ đối tượng Trần Đình Đông, sinh năm 1990, trú thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 28 tháng 6, Công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình anh NVQ và gia đình anh NVH đều ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn về việc bị kẻ gian trộm cắp 5 con trâu được chăn thả tại khu vực núi Liên Sơn, phường Hải Thượng, gây thiệt hại hơn 117 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Công an phường Hải Thượng điều tra vụ việc. Kết quả điều tra, xác minh của Công an thị xã Nghi Sơn cho thấy đối tượng gây ra vụ trộm cắp 5 con trâu của gia đình anh NVQ và anh NVH là Trần Đình Đông, sinh năm 1990, ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống. Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Đình Đông khai nhận, khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 6, khi điều khiển xe ô tô tải từ huyện Nông Cống sang thị xã Nghi Sơn, đến khu vực núi Liên Sơn, phường Hải Thượng, thấy có nhiều trâu thả rông mà không có người trông coi, nên Đông đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau khi dắt 5 con trâu lên thùng xe tải, Đông trở về thị trấn Nông Cống để cất giấu. Khi chuẩn bị mang đi tiêu thụ, thì bị công an bắt giữ. Đến ngày 1 tháng 7, Công an Nghi Sơn đã thu hồi 5 con trâu để trả cho bị hại. Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.